Nam em, Mỹ Nhân hay đùa giỡn tương tự với fan hâm mộ, nhưng với những đồng nghiệp lại vô cùng tôn trọng và lịch sự lễ phép. Vừa qua, Nam em và Hoa hậu Trân Đài có một màn kết hợp trong bộ ảnh mới. Cụ thể, Nam em và Trân Đài đã biến hóa nhiều phong cách khác nhau, từ dịu dàng trong những bộ váy cắt cúp khéo léo, nữ tính cho đến những trang phục mạnh mẽ, phóng khoáng. Cả hai đều đang cùng xây dựng hình ảnh hướng đến hình mẫu sang trọng, toát lên thần thái của những người phụ nữ hiện đại, cá tính và độc lập. Đặc biệt, nếu Nam em luôn ngọt ngào, dịu dàng, thì Trân Đài lại sắc sảo cá tính. Hai vẻ đẹp đối nghịch, dường như lại hòa quyện tôn nhau cùng hoa hoa trong một khung ảnh. Điều đáng nói là sau khi làm việc với Trân Đài xong, Nam em đã đăng cảm ơn chị trên trang cá nhân. Cô viết: chị thẳng như cây thước, có điều thước dẻo. Cảm ơn chị yêu Trân Đài, quá dễ thương và dễ yêu. Có thể nói Nam em là một mỹ nhân Việt hiếm hoi trong showbiz được nhiều lần giới nghệ sĩ. Tuy trong cuộc sống riêng tư, cô lúc nào cũng hài hước, hay đùa giỡn, trêu đùa với fan hâm mộ, đăng những trạng thái hài hước rồi khóc buồn vui của mình. Nhưng với công việc, với những người đồng nghiệp đàn anh đàn chị, thậm chí đàn em, Nam em vô cùng trân trọng và làm việc một cách nghiêm túc. Bất cứ ai khi đã làm việc chung với Nam em đều đưa ra một nhận xét: cô bé rất dễ thương, hiền hòa và lễ phép. Đặc biệt với những người lớn cũng dành rất nhiều lời khen ngợi của cô, từ Trấn Thành, Quang Lê, Đàm Vĩnh Hưng cho tới cha nuôi Mạnh Quỳnh, kể cả hai cây hài Thu Trang, Tiến Lực cũng dành những lời tốt đẹp cho Nam em. Có thể nói Nam em so với báo chí viết và thực tế là hoàn toàn khác nhau. Bạn nghĩ sao về tính cách của Nam em? Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những giây phút thư giãn và thoải mái. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Nghệ Sĩ.